Thông tin từ Sở Y tế cho biết là tỉnh Vĩnh Long vừa ghi nhận thêm một trường hợp mắc Covid-19. Trường hợp này đã được Bộ Y tế công bố trong bản tin sáng nay, bệnh nhân 16.078. Bệnh nhân nữ 68 tuổi, ngụ xã Tân Nhuận Đông, huyện Châu Thành của tỉnh Đồng Tháp. Chiều ngày 28 tháng 6 thì bệnh nhân đến khám bệnh tại Trung tâm Y tế thành phố Vĩnh Long và được sàng lọc test nhanh kháng nguyên dương tính với virus SARS-CoV-2. Bệnh nhân được phân luồng cách ly ngay sau khi có kết quả test nhanh. Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh đã tiến hành lấy mẫu xét nghiệm real-time PCR, kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2. Bệnh nhân được cách ly điều trị tại Trung tâm Y tế thành phố Vĩnh Long. Ngành y tế cũng đã ghi nhận 22 trường hợp F1, trong đó có F1 là chồng của bệnh nhân và 6 F1 trong tỉnh được cách ly tại Trung tâm Y tế thành phố Vĩnh Long cơ sở 1 và cơ sở 2. Và tất cả 7 trường hợp F1 này đã có kết quả xét nghiệm PCR lần 1 âm tính với virus SARS-CoV-2. Ngoài ra thì 24 trường hợp F2 đã tiến hành cách ly tại nhà, nơi lưu trú theo quy định. Ngành y tế Vĩnh Long cũng đã thông báo cho Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật các tỉnh Tiền Giang, Đồng Tháp, An Giang, Bến Tre hỗ trợ truy vết cách ly các trường hợp F1, F2 có liên quan. Như vậy là Vĩnh Long đã ghi nhận 2 trường hợp mắc Covid-19 và đều là người ngoài tỉnh từ Tiền Giang và Đồng Tháp đến khám bệnh, được phát hiện, phân luồng, cách ly, điều trị kịp thời.